Hi, xin tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với kênh kiếm tiền online Cetic. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhá. Và sáng hôm nay thì mình đã hướng dẫn và review mọi người chơi cái kèo kiếm cái đồng BRD và hiện tại sau khi mà mình đăng ký khoảng 12 giờ thì nó đã xét duyệt cho tài khoản mình và hiện tại thì mình đã nhận được ở trong số dư như các bạn đã thấy thì nói chung là hình ảnh ở đây thì mình để hơi là bé nên các bạn hơi khó nhìn thì các bạn có thể cập nhật thông tin ở trên trai lời telegram của mình nhá thì link trai lời này mình sẽ để dưới phần mô tả và hiện tại thì cái kèo này nó vẫn tròn chơi được nên cái phần link đăng ký cộng cái phần link ở kênh telegram mình sẽ để dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tham gia và mình sẽ thông báo cho mọi người là mình sẽ thu mua luôn cho mọi người với cái giá này 1 đến 5 đồng BRD thì sẽ là 6k trên 1 đồng từ 6 đồng lên thì mọi người sẽ thu được cái giá là 7k và nếu mà các bạn nào có số lượng lớn ý, ví dụ là từ 50 đồng trở lên ý, thì mình sẽ thu mua cho mọi người cái giá khác nhá, khi mà các bạn có số lượng lớn thế thì các bạn có thể inbox trực tiếp qua facebook của mình nhá, thì mình có thể trao đổi trực tiếp với các bạn còn ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển, thì ở status thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn chuyển rồi nhưng mình muốn làm video luôn để cho các bạn làm ạ và mình có một lưu ý này khi mà các bạn đăng ký tài khoản rồi thì làm ơn các bạn hãy đọc rõ những cái hướng dẫn của mình nhá. Cũng như là các bạn xem hết video thì các bạn mới có thể làm đúng được này. Ví dụ là khi mà các bạn đăng ký tài khoản sau đó thì xác nhận mail đúng không? Thì ở đây mọi người cần phải có một cái nhiệm vụ khác thì các bạn sẽ không phải KYC đâu, nó chỉ là một nhiệm vụ để xác minh cái tài khoản của mọi người có hoạt động hay không. Thì các bạn sẽ viết một cái bài đáng giá này, kèm theo cái link tuyển rep của mọi người và đăng lên Facebook, sau đó thì mọi người chỉ cần copy link cái bài đấy, copy link nhá, chứ không phải là copy toàn bộ nội dung bài, mọi người hiểu mình không? Sau đó thì dán vào cái phần BDIrop và nó sẽ verify cho mọi người từ 12 tiếng đến 24 giờ, nói chung là khá là nhanh. Khi mà verify xong thì các bạn có thể chuyển được cái đồng BRD đấy đi. Ở đây thì các bạn có thể qua cái kênh uh, Facebook của mình á, ở cái link ở trên trang Facebook thì các bạn có thể tham khảo này. Mình cũng có viết một cái bài đánh giá rất là đơn giản thế này thôi và kèm theo link tuyển rep của mình thì mình sẽ được xác nhận luôn nhá. Nói chung là khá là ngon. Ok và vấn đề chính thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển cũng như là bán đi. Nếu mà các bạn bán cho mình thì bán thôi bán cho ai thì cũng được. Mọi người có thể làm theo đúng những cái này để mọi người có thể chuyển và bán đi được nhá. Rồi hiện tại thì mình đang truy cập được vào cái tài khoản của mình đây Thì các bạn có thể nhìn thấy nhá Hiện tại thì mình đã hết rồi Tại vì mình vừa chuyển sang một tài khoản khác của mình rồi Thì các bạn có thể nhìn thấy cái đồng BRD Wallet của mình như thế này Đây chính là cái đồng của mình nhá à, Nếu mà các bạn có số dư ở đây thì các bạn có thể bán được này. Tổng team của mình là có 126 người Và cái lượng BRD đang bending sẽ là 19,7 đồng Đó Ở đây khi mà các bạn kích uh, vào phần ở đây rồi Thì mọi người sẽ nhìn kích vào phần này kích vào phần ba gạch giúp mình nhá thì các bạn có thể chuyển đi mọi người kích vào phần ba gạch nào thì ở đây đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người kiểm tra mọi người ấn vào brd thì cái link của mình đã được verify rồi nên nó sẽ báo xanh như thế này là tài khoản của mọi người đã hoạt động đó thì mọi người kéo xuống này chọn phần my wallet thì ở đây á khi mà các bạn được xét duyệt thì mọi người sẽ có đồng brd ở đây nhá và mình lưu ý này các bạn tuyển rep ý, thì cũng sẽ hướng dẫn rep làm đầy đủ các bước nhá mình nói thật là mọi người cần phải hướng dẫn không thôi mọi người tuyển cũng phí cơm thôi tại vì rep của mọi người không được xác minh sau đó thì mọi người sẽ chọn transfer uh, và hiện tại thì nó chưa quick down được nhá thì uh, đầu tiên này cái phần amount thì mọi người sẽ điền cho mình số lượng brd mà mọi người muốn bán này ví dụ mọi người muốn bán 10 đồng đúng không Uh, transfer to account thì mọi người sẽ điền cho mình cái địa chỉ email đăng ký tài khoản Nếu mà người mua người ta đưa cung cấp cho mọi người địa chỉ email gì Sau đó thì mọi người ấn confirm Nó sẽ gửi về mail của mọi người một cái mã xác nhận Sau đó thì mọi người nhập vào là ok thôi Và đây là một cái dự án iRob lên đến là 10 tầng nha mọi người nhé. Ở đây thì có toàn bộ thông tin về cái chương trình iRob của nó rồi Thì uh, các bạn có thể uh, check vào và xem những cái thông tin iRob này Những cái tầng này mọi người có thể nhìn thấy là mình tuyển được cũng khá nhiều rep rồi đó ó mọi người có thể vào mai team này Tận 10 tầng cơ Nên các bạn cố gắng lên Nói chung là kèo thì cũng khá là ngon Đối với những cái bạn mà chăm chỉ Nói chung là không chăm chỉ thì các bạn cũng có thể tuyển được một hai rep mà Hoặc là khi mà các bạn đăng ký xong đăng một cái status trên Facebook á Thì các bạn cũng đã nhận được một đồng rồi Và không có mi chuyển thì hoàn toàn các bạn có thể bán được nhá Rồi, mọi vấn đề thắc mắc hay không hiểu và muốn bán Thì các bạn có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình Link mình sẽ để dưới phần mô tả Bye bye, hẹn gặp lại